Đây, xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha các bạn. Thì hôm nay nè, Đạt đi làm về lúc gần 7 giờ các bạn ơi. Thì Đạt thấy cũng sớm sớm á, Đạt tranh thủ hàng chia Đạt kiếm cái gì để quay cho các bạn á. Đạt đi tắm liền, rồi xong rồi Đạt phóng ra ngoài chợ mua kiếm cái này kiếm cái kia để làm clip cho các bạn á. Đạt cũng không biết là chợ có cái gì, hàng chi là kiếm hoài kiếm cũng không thấy mấy cái gì ngon ngon nha các bạn. Thì mình đã chạy vô siêu thị. Và các bạn biết không, thì hôm nay Đạt đã tìm được một cái món ăn mà trong lòng mình rất thích luôn các bạn. Mình nhớ hồi đó là mình đi ăn lẩu buffet 79.000 hay 99.000 gì một người các bạn. Thì Đạt có ăn là vây cá hồi. Đấy, mình rất thích ăn món đó luôn, tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Thì mình vô cái mắt mình tình cờ mình thấy được cái vây cá hồi các bạn. Thì thật sự mình mua liền các bạn ơi. Và mua xong rồi thì bây giờ mình thật sự nha, mình cũng không biết làm gì luôn các bạn ạ. Mua vây cá hồi về không biết giờ làm gì luôn. Để Đạt lấy vây cá hồi cho các bạn xem nha. Nè, nó hơi còn nước nha, tại mình mới gã đông các bạn ạ. Đạt ngâm nước gã đông. Đấy, thì Đạt mới mua nó, bịch Đạt có nửa ký thôi. Thì món vây cá hồi nè, thì mình sẽ đem đi chiên nha các bạn, vì Đạt rất là thích món chiên luôn. Thì bây giờ Đạt sẽ làm vây cá hồi chiên. Rồi kèm theo đó các bạn, mình sẽ chấm nước tương ớt ha, vậy nó ngon, đồ chiên mà. Rồi Đạt có mua một bịch rong nho nữa, ăn cho nó đi kèm xem nó như thế nào nha. Thật sự là cái lần này thì mình mua là lần thứ hai nè các bạn. Trước giờ thì mình có mua một lần làm một clip rong nho cho các bạn xem rồi đó. Thì bây giờ không liên hiên nữa đâu, mình và các bạn cùng tiến hành vào cái phần chiên luôn nha các bạn. Tại vì các bạn biết không, mình mỗi lần mà mình làm mấy cái thao tác các bạn chiên hay là làm gì á, thì chắc cái đó mấy ít người coi lắm các bạn ơi. Thì chỉ là Đạt không có quay mấy cái đó nhiều nữa, từ từ Đạt sẽ bớt dần. Đạt chỉ quay thoáng thoáng qua thôi, rồi xong nó thành phẩm cái món á, thì mình ăn và review cho các bạn luôn, vậy cho nó tiện các bạn. Rồi thì bây giờ bắt đầu thôi nha các bạn ơi. Sau khi bỏ đường, muối, bột ngọt, tiêu vào cái hào ướp vây cá rồi, bây giờ mình sẽ xóc đĩa nha các bạn. Thì lên lên đĩa, lên 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 qua lên lại cá ướp lên. Bây giờ mình đã chiên xong cái chỗ vây cá hồi nha. Mình sẽ ăn chung với rong nho xem cảm giác nó như thế nào nha các bạn. Đây, chấm nước tương ớt nha. Ớt nó chịm dữ rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ thì ăn thôi. Các bạn ơi, thì bây giờ mình và các bạn cùng ăn để xem nó có vị như thế nào nha các bạn. Mà trước khi ăn thì mình cũng xin nói luôn nha các bạn, mấy cái món này á, cái món này là lần đầu tiên Đạt chiên luôn nha. Trước giờ Đạt chưa từng chiên cá luôn, đây là lần đầu tiên Đạt chiên. Tại các bạn biết sao không, ở nhà mình có mẹ với em gái rồi, chỉ là em mẹ không chiên thì em gái cũng làm à. Bởi vậy mình đâu có chiên cá ăn đâu. Và đây là lần đầu tiên Đạt thử nghiệm. Đạt không có dám để lửa lớn các bạn, Đạt để lửa riu riu thôi để chiên. Các bạn nhìn nè, vàng ươm luôn á. Các bạn thấy chưa? Đấy, vàng ươm luôn. Rồi, thì bây giờ mình và các bạn cùng ăn một miếng ha. Đây mình cho các bạn xem giờ nè. 21 giờ 42 phút nha, là 9 giờ 42 đó các bạn. Đây, giờ quậy ớt lên. Đạt mời tất cả các bạn nha, Đạt đói bụng dữ lắm rồi. Cái phần đuôi các bạn, mình nhìn là mình biết giòn rồi. Cái phần này phần cứng các bạn ơi. Xương khúc này cứng á. Các bạn biết không, mẹ mình làm cái này sợ mình không no nè. Mẹ mình có nấu riêng cơm cho mình ăn nữa các bạn. Quý không? Bởi vậy, ai có ba mẹ thì thương yêu ba mẹ đi nha. Bây giờ Đạt sẽ ăn cọng nho các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn bắp cho nó ngon nha. Cọng nho rất là ngon các bạn ạ. Cái vị của cái vây cá hồi chiên nè các bạn. Cái vị của nó ha, nó béo béo, thịt nó sao nó béo béo các bạn. Béo vừa giòn các bạn. Béo ngậy các bạn ơi.
nó béo nó giòn mà ngon. Cộng với mình đang đói các bạn, mình chỉ ăn thật sự là rất ngon luôn. Cắn vào cái đuôi giòn góp góp luôn các bạn à. Mời các bạn nữa nha. Ngon quá các bạn ơi. Không ngờ cái món mình tự làm nó cũng ngon vậy kìa. Trước khi làm á các bạn, mình có hỏi mẹ mình làm sao các bạn ơi, còn mình nghe theo mình làm luôn. Chứ thật chất á, mẹ không có giỏi về nấu nướng nha. Mà các bạn luôn nha, gông nho nè. Rất là ngon luôn. Bye bye các bạn. Ngon quá. Cắn cái đuôi các bạn. Cắn cái đuôi cá hồi nó giòn khấu à. Rất là ngon luôn. Còn thịt nó thì béo, cái vỏ thì giòn. Trời ơi trời, ăn đã lắm các bạn ơi. Rất là ngon. Để mời các bạn. Nước tương nó mặn mặn, nó cay cay. Ăn đã dữ lắm luôn. Thôi mời tất cả các bạn nha. Mai mốt các bạn, chắc mình hạn chế làm clip 24 giờ quá các bạn ơi, các bạn biết sao không? Mấy clip 24 giờ mua đồ tốn kém quá các bạn, chi phí mình chịu không nổi, mới làm có vài clip mà chi tiêu mình hụt các bạn. Bởi vậy nếu mà tiếp tục làm nó đói queo luôn á. Đợi thời gian tới mình tích được miếng tiền đó các bạn, thì mình mới bắt đầu làm lại mới được nha. Các bạn thông cảm cho mình nha. Còn cái cá hồi này á, mấy bạn biết bao nhiêu không? Nửa ký cá hồi này á gần 50.000 nè. Còn công nho này 30.000 nè, là 80.000. Đấy. Cái clip chỉ có 80.000 thôi các bạn à. Thật sự là rất là dễ thở đối với mình. Quá ngon các bạn ơi. Ăn hoài không ngán luôn. Rất là béo ha. Cái đuôi thì nó lại giòn. Ăn ông nho vô á, nó vừa giòn giòn nó vừa chân chân các bạn. Rất là ngon luôn á. Thằng Hải Dương Hào á, lúc đầu làm á là có thằng Hải Dương Hào. Mà thằng Hải á giờ lúc trước á là nó học một buổi các bạn. Bây giờ là nó học hai buổi rồi, chứ không còn thời gian để quay clip với mình nữa. Là mất một người rồi. Còn cu Hào các bạn là bây giờ là mình chuẩn bị đưa em nó vào chung chỗ làm với mình á. Thằng chị cũng không còn thời gian để quay clip luôn. Thằng chị á mình thường hay làm clip một mình nè các bạn. Mấy em nhỏ thì cứ hỏi anh Hào đâu rồi, anh Hải đâu rồi, thì bây giờ bữa nay anh giải thích thắc mắc cho các em rồi nha. Trên này mấy đứa đừng có hỏi nữa nha. Bây giờ là mình chỉ có cô Linh nè, hay á gặp ai á thì kêu quay chung cho nó vui clip, chứ làm mình á
mình nói chuyện với các bạn tâm sự nè, như thế này thôi, chứ một mình mà mình cười cười mình cùng khùng chắc mình vô chạy ở sớm quá các bạn ơi. Thì sau khi mà mình ăn hết cái chỗ vây cá hồi chiên á các bạn, thì thật sự bây giờ là cái bụng mình rất là no luôn á, quá là no luôn đi. Với chén cơm có một chén ăn còn không hết nữa các bạn. Ai da, một phần con có lỗi với mẹ. Ấy các bạn ơi, thì mình sẽ nói lại cái vị chiên này nha. Lúc đầu mình cắn vô á các bạn, trời nó giòn, nó béo đã các bạn ơi. Cái đuôi nó giòn khấu à. Ăn nó kêu ăn mà nhai gớp luôn các bạn. Đó, khi mà mình chấm vào nước tương ha. Trời ơi, nó mặn mở cay cay đã các bạn lắm các bạn ơi. Trộn với miếng cong nho vô nữa ha. Nó bể ra bụp mà nó mặn của biển, thật sự là rất là đã lạ, cái hương vị nó lạ lắm các bạn. Đấy, thì mình cái clip này mình muốn chia sẻ với các bạn về cái món ăn này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem clip sớm giờ của mình nha. Mình xin kết thúc cái clip ở đây luôn các bạn ơi, chấm dứt ở đây luôn ha. Các bạn nào muốn có ý tưởng gì hay là món gì thì cứ bình luận ở dưới, mình sẽ làm nha các bạn ơi. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình sớm giờ. Cảm ơn các bạn. Bye.